Mến chào anh chị em cô chú đến với kênh Cuộc Sống Anh Ta. Rất vui được gặp anh chị em cô chú trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ trò chuyện về cái gà đẻ. Gà đẻ bao nhiêu con, mái và mò bao nhiêu con tống để phù hợp cho một chuồng vậy. Và mình cũng trả lời một cái câu comment của một bạn Mạnh Lê. Thì mình cũng thêm nói chung, trả lời xong cái câu hỏi này thì mình cũng nói chung thêm cái phổ rộng để anh chị em cô chú tham khảo ha. Thì mình xin đọc cái câu hỏi như vậy: anh ơi, cho em hỏi ví dụ em nuôi gà đẻ trứng để ấp để lấy gà con nuôi, thì em nuôi một chuồng 5 con mái, 1 con trống. Và khi nó đẻ thì nó đẻ lẻ tẻ từng vài trứng. Vậy em gom khi nào đủ 10 trứng thì em bắt một con mái bất kỳ cho nó ấp, làm vậy được không anh? Thì câu hỏi này chắc cũng bạn Mạnh Lê cũng bạn cũng chuẩn bị nuôi hay gì, cũng chưa nuôi lần nào hay là mới nuôi gì không biết, nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc bạn cũng mới vào nuôi. Thì câu hỏi này cũng khá là vui nhộn. Chỗ là anh gà nó đẻ đủ 10 trứng rồi bắt bất kỳ một con hái nào vô cho nó ấp. Thì mình trả lời thẳng như vậy là khi con gà nó đẻ lộn xà ngầu hết, chẳng hạn như 5 con mái nó đẻ lộn xà ngầu, thì mình không thể nào mà mình điều khiển nó, không thể nào điều khiển con gà mái đó. Khi mình lấy những cái trứng lẻ tẻ đó mình gom lại thành một ổ 10 trứng, chẳng mình bắt bất kỳ một con mái nào để vô mà cho nó ấp được. Mình làm cái trường hợp đó là không không thể nào được, nó không thể nào, nói chung là thẳng luôn là không thể nào được. Từ trường hợp là chỉ nó một trong số 5 con đó nó ấp mà thì mình có thể gom trứng thì được, hoặc là nó không đủ trứng, con kia nó ấp mà làm bể hay gì đó nó không đủ trứng thì mình gom lại con nào ấp thì mình có thể gom được thôi. Chứ mà con gà nó bình thường nó chưa chịu ấp thì mình không thể nào bắt buộc nó được. Dù là mình bắt vào cái ổ đó, chẳng hạn mình lấy đủ 10 trứng đi, mình vào một cái ổ đó rồi mình bắt nó lại, rồi mình lấy cái gỗ mình úp lại, dằn lại luôn để trong cái trứng đó, thì cho nó ấp, nó cũng không bao giờ ấp, mà nó sẽ làm cho cái trứng mình nó bể, nó quằn, nó bể thêm thôi, hư thêm thôi. Chứ thật sự là con gà không bao giờ mà nó chưa chịu ấp mà mình bắt buộc mình đè ép nó cho nó ấp thì không thể nào được ha. Cái này là không thì được, không bao giờ được. Thì cái cách này thì mình, nếu mình vậy thì chỉ có cách là ấp mái thôi. Trường hợp nó đẻ lẻ tẻ vậy thì mình ấp mái, mình gom đủ 10 trứng hay là chừng 20 đến 30 trứng thì mình sẽ cho vào mái ấp, thì cái cách đó thì được. Chứ mình bắt buộc con gà mà nó chưa nhảy lên ổ nó ấp mà mình kêu nó ấp hoặc là mình ép mình nhốt nó lại trong cái ổ 10 trứng thì không thể nào được ha. Thì nó quần bể trứng hết, điều đó là nó rất là dễ bị bể trứng luôn, hầu như là để vô ấp mình úp cái gỗ lại là có thể là quần vài tiếng đồng hồ là bể nát hết luôn, nó đâu chịu ấp đâu. Thì cái này là cái bản năng tự nhiên nó đẻ đủ, chẳng hạn như từ 7 đến 10 trứng thì con gà nó muốn ấp thì nó ấp hoặc là hơn, chứ mình không thể nào ép nó được. Thì mình cũng xin nói thêm chỗ này, nhưng mà nếu anh đổ gà gì thì mình cũng không biết, gà tàu hay là gà nồi mình. Nếu mà anh đổ gà nồi mình mà như một con trống mà tới 5 con mái vậy thì mình thấy nó quá quá nhiều quà mái. Với trường hợp mà nếu mình một con trống mà 5 con mái vậy thì trường hợp mình thả tự do, thả nho là không có chuồng gì hết á, thì có thể chấp nhận được, nhưng mà nó cũng không ok. Không, 5 con với một con trống thì nó quá là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều với con gà và cái chất lượng cái nửa con gà ra. Và quan trọng là nó không đều trống, tại vì 5 con mái thì con gà trống, một con gà trống nó đạp thì sẽ không đều và nó dễ sót, thì mình sẽ gà nó đẻ nở ra sập sòi. Còn nếu mà 5 con mái này với một cái chuồng, chung một cái chuồng đổ với một con gà trống thì thật sự thì nó sẽ quá là nhiều luôn, quá là nhiều, nó không đạt đâu, nó không đạt thì nhiều nhiều thứ lắm. Thì mới vào nuôi thì mình chưa có hiểu hiểu sâu, nhưng mà nuôi lâu rồi mình sẽ biết là những cái con gà mái nhiều, một là nó đẻ tùm lum hết,
nó đẻ ổ này ổ kia, nó không có đẻ theo theo yêu cầu của mình. Năm ổ, năm con gà mái thì có thể mình làm phải 5 cái ổ, thì nó đẻ có thể nhiều khi 2 hoặc 3 con vô một ổ luôn đó. Thì rồi nó tranh giành, nó quần với nhau, có nghĩa là khi con gà này đẻ đủ thì tới cái con gà này nó ấp, con gà này ấp thì cái con gà kia nó vẫn đẻ, thì cái nó nhào vô đẻ thì nó giành ổ qua giành lợi hoặc là bước lên nhảy. Thì cái trường hợp mà nó bể trứng thì rất là nhiều, mà bể trứng thì nó sẽ con gà mái có thể nó mổ nó ăn luôn. Tại vì những cái con gà mái đẻ thì giai đoạn mà nó đẻ nó rất trứng thì nó thích nhất cái mùi tanh, mùi tanh nhất là những cái đầu tươi á, đầu ăn tươi đó. Thì khi mà trứng nó bể ra thì nó làm mà cái rất là mùi tanh, thì con gà nó thường thường là nó ăn và nó mổ thì tạo cái thói quen. Cái thói quen gà nó sẽ làm bể trứng và mổ trứng đó. Cái trường hợp đó là bạn cũng nên lưu ý. Thì mình chia sẻ thêm cái tổng quan nói về về vấn đề này. Thì cái câu hỏi đầu thì mình cũng trả lời ngắn gọn thì không được ha, còn còn cái này thì mình trả lời chuyên sâu thêm. Thì để mình đổ hợp lý nhất thì những cái video trước cũng đã lâu rồi thì mình cũng có nói rồi trong video, nhưng mà mình cũng sẵn đây mình nói lại luôn. Thì mình đổ sao mà con gà trung bình là khoảng 3 con đổ lại là ok. 3 con gà mái cho một con gà tống, hoặc là 2 con gà mái cho 1 tống. Mình á, thì hiện tại mình thường là đổ là 2 con, 2 con. Có khi là gà tống mình đủ thì có thể đổ 1 con luôn, nếu trường hợp là gà mình tống mình dư á, thì mình đổ 1 con mái 1 con tống luôn đó, thì nó rất là ok. Còn mình đổ mà tới 5 gà mái và 1 con tống thì mình quản lý không sẽ đâu, nó đẻ không có đều, rồi nó sập sồi, rồi nó đá lộn, rất là nhiều thứ luôn. Nhất là cái bể trứng và đẻ chồng trứng là rất là nhiều. Và thứ ba nữa là nó sẽ đạp không đều, con gà tống đạp không đều thì nó nở ra không có đều luôn. Nhiều khi một nguyên một ổ á mà nó nở chừng 1 2 con à, ổ 10 đến mười mấy trứng mà nở 1 2 con, nó đạp sót á, nó không đều, tại vì nhiều nhiều mái quá đó. Thì mình tính ra cái tỷ lệ để mình đổ vậy là nó không đạt, không hiệu quả. À, không hiệu quả đâu, thì mình nên nên lưu ý chỗ này. Mình nếu mình đổ theo dạng chuyên nghiệp bài bản thì một con trống 2 con mái là được. À, nếu mà đổ theo chuyên nghiệp bài bản thì mình thấy cái đổ cái dạng đó là ok nhất, 1 con trống 2 con mái. Thì mình đổ vậy nó sẽ ok nhất. Nó về cái chất lượng trống mà những cái trứng mình nó đẻ ra mà sau này có trống thì nó sẽ ok hơn là cái những con gà mái nhiều. Gà mái nhiều nó rất là nhiều, là cái các gói lắm, nó quần bể trứng rồi tùm lum đủ thứ hết. Nên anh em cô chú và bạn Mạnh Lê thì cũng cũng nên lưu ý chỗ này. Thì theo mình cũng nên 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 làm như vậy ha. Từ 2 con thôi, 2 con là ok. Còn nếu mà chật chật quá thì gói ghém thì có thể 3 con mái cũng được, nhưng mà nhiều nữa thì không nên, nó đủ thứ chuyện ha. Bể trứng rồi mổ trứng, ăn trứng rồi đẻ không tống đồng đều đủ thứ. Và con ngò quà và con ngọc mình nếu mà nó đạp đều chăng nữa, nó đạp đều thì chăng nữa nó cũng mau si con gà và mau xuống con gà hơn, và cái tỷ lệ con gà nó đạt là không có nhiều. Tại vì một ngày thì có thể nó đạp tới 3 con mái hoặc là 5 con mái, nếu mình đổ 5 mái thì đạp 5 mái, nếu mà đạp con gà mà tống nó nhớ đi, gà tống mà nó nhớ đạp đều rồi tới 5 mái thì con gà nó rất là xuống cấp và con nó ra cũng không có ok, con nó sẽ ra yếu. À, thì chúc video ngắn mình chia sẻ đến anh em chú bác cái như vậy ha. Thì cảm ơn anh Mạnh Lê đã comment gửi đến kênh Cuộc Sống Anh Ta ha. Thì thôi video mình đến đây là hết, cảm ơn anh em chú bác đã xem video và ủng hộ kênh Cuộc Sống Anh Ta. Nếu khi video mình hữu ích thì hãy nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất khi mình tải lên ha. Mến chào anh em. Thank you.